Hello, xin chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Hachi TV đây. Thì trước khi vào video, hãy nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký channel cho mình và nhớ qua đăng ký ủng hộ tất cả mọi người trong team Sinh Tối nha. Và đăng ký thêm một kênh đó chính là Biệt Đội Sinh Tối để xem mình livestream vào giờ những mỗi ngày và chủ nhật và mừng cả mọi người trong team đó. Và mình đang, các bạn biết mình đang đâu? Mình đang đi tới một địa điểm đó chính là gì ta? Mình nghe nói có ông pháp sư rất là mạnh nha. Ổng chuyên gia nhận đệ tử và chỉ cần có người nào lên hỏi ổng là về người ta phép thuật. Lần này không phải là phép thuật mà dạng cầm gậy nha, mà phép thuật mà trong năng lượng mình nó gì ta, nó tỏa ra nó rất mạnh luôn. Mình nghe nói rất mạnh và mình lần này mình sẽ đi kiếm ổng thôi. Nghe nói ổng đâu trên núi các bạn, ổng ở trên núi trên đồi gì á. Mình mới vừa xem được trên mạng, giờ mình sẽ đi kiếm ổng đây. Hình như trên núi đó bạn, các bạn có thấy không? Ở cái núi đó, giờ mình sẽ đi thôi. Let's go. 1, 2, 3. Trời ơi bạn ơi, mệt quá. Trời ơi, trời ơi, bạn nhìn ra, trời ơi, tuốt dưới đó mình mới vừa trèo lên đây được. Giờ đi kiếm đây. Xa dữ dội vậy trời, mình nhớ ổng đâu đây mà, trời ơi, mệt quá. Không biết mình kiếm thấy ổng nữa không nữa. Để coi coi, mình đi vòng vòng, mình đi kiếm coi. Nhưng nghe nói ổng ở trên núi này, ông lấy mình cho trèo lên núi tiếp. Ôi, đè trèo lên mới nãy giờ mình mệt mỏi cái người luôn á, thiệt. Ôi trời ơi, ủa, ê, ông nào vậy? Quý bạn nhìn kìa. Ủa, hình như ông này đúng không ta? Ê, quý quý. Ủa, trời, các bạn mới vừa thấy hiện tượng gì không? Cái đá nó lốt xuống. Wow. Ê, quý 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 quý. Quý 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 quý. Ủa, ông là ai vậy? Hình như ông... Ê, cậu chơi trẻ, cậu là ai vậy? Sao lại đến nơi ở của ta? Ủa, tôi nghe nói có ông pháp sư gì ta? Ông nào mà rất là giỏi về năng lực nguyên tố lên, tôi leo lên trên đây. Hình như là ông đúng không? Đúng rồi đó. Hóa ra là cái danh tiếng của ta đã vang vọng khắp cả cái nơi trời đất này rồi à. Đúng rồi, pháp sư quyền năng ở nơi đây. Wow, các bạn đã pháp sư quyền năng luôn. Ngon. Giờ như ông ấy nhận đệ tử vong. Wow, các bạn nhìn nè. Này, ta chỉ giữ cho bản ngoài đường hay hấp dẫn không? ghê. Ông có thể dạy tôi phép thuật đâu. Từ đầu thấy người đến đây là ta cũng nghĩ là chỉ có đến mò đến để xin nhận sư phụ thôi chứ gì. Đúng rồi. Mà nhìn được, tướng được. Ta có vẻ lanh lợi. Đỡ mà, đẹp trai mà. Gì? Gì mà đẹp trai? Đỡ không? Đỡ có tóc, đỡ không? Ê, nói gì vậy? Giờ không muốn nhận không? Ê, nhận. Rồi, giờ nói sư phụ đẹp trai sư đi. Sư phụ đẹp trai, sư phụ rất đẹp trai, đầu hói. Cái gì quan trọng phải nói ba lần. Sư phụ đẹp trai đầu hói, ok các bạn ạ. Ê, xanh mừng thịa thầy nữa đâu. Ông rồi thấy tướng mạo người có vẻ khá là bảnh tỏi, lanh lợi, học việc nữa. Ta sẽ nhận làm đệ tử. Wow. Đó, giờ bài học đầu tiên là gì vậy? Trước tiên thì phải để kiểm tra cái năng khiếu của ngươi coi có phù hợp không. Bây giờ đây, sẽ đưa cho ngươi 3 cuốn sách. Ba cuốn giấy, u, các bạn nhìn bên góc các bạn có dấu hiệu của lửa các bạn ha. Nào cho mình thử coi. Bây giờ, nứt chuột phải vô. Nó có 3 ô. Nó có rất nhiều kỹ năng, phải chọn một kỹ năng bất kỳ cho mình đi. Wow, các bạn nhìn nè, có rất nhiều kỹ năng là lửa. Wow, cho mình thử coi. Hình như cái này dùng sao ta, để mình xem coi. Okay. Giờ cái này nó hiện lên để làm cái nào dùng ta, ông chỉ coi. Trời ơi, cậu chơi trẻ, cậu hãy chơi đặt một phím cái nào đó để vận nội tâm của mình. Vận nội tâm á, các bạn ơi, nó hiện lên một cái bảng kỹ năng nè. Đầu tử coi. Đúng rồi, wow. Nó sẽ có 4 kỹ năng cơ bản. Bây giờ, cậu hãy chỉnh một cái nút nào đó để làm phím tắt vận nội tâm. Các bạn nhìn trên tay mình nè. Được á. Đầu mình tự đấm hôm nay. Bùm, wow. Các bạn mình có đánh được 2 tay luôn. Món vậy, ông chơi nguyên cục đá luôn. Nguyên cục lóc đất luôn kìa. Wow, cái con này cho mình đổi tử cái chim này kìa. Phun lửa. Wow, đã nha bạn nha, đã. Trời ơi, chết đi. Trời ơi. Ý, các bạn lần này có cái này về để cho anh làng hả bạn ơi. Ngon. Trời, hay quá ông ơi. Hay quá sư phụ. Đương nhiên sư phụ ngươi phải hay rồi. Thôi cố gắng mà luyện tập đi, bây giờ tao buồn ngủ quá, tao đi ngủ đây. Ok, biết rồi. À, thầy ngủ ngon nha. Mình trốn về, mình đã học được kỹ năng rồi. À khoan, mình đã coi. Ông biết giờ này mình leo xuống núi nữa mệt quá bạn ơi. Mình hỏi ổng coi còn cái gì khác nữa không ta.
À sư phụ ơi, sư phụ. Ôi, thầy khoe, trước khi đi ngủ à, thầy có cách nào để cho gì ta? Đi ở trên đây đồi núi dữ quá mà không có cách nào để đi xuống, đi lên, đi xuống cho đỡ mệt không? Trời ơi, học tập luyện tập mà còn đòi không mệt nữa. Ông làm đồ có ăn. Trời ơi, cái này cao lắm chứ bộ, đâu phải là thấp. Ờ mà cũng cao thì trước ta cũng sư phụ cũ ta, ta cũng xin ổng phép để bay chứ cũng đâu có đi bộ đâu. Có cái gì không? Có gì không? Đây có cái này. Cái này là gì đây? Để coi. Ủa cái này là gì vậy? Ui các bạn. Ủa cái này đã bay. Ui trời. Cái gì vậy? Trời. Tôi có dừng rụng cánh bây giờ. Cái này là chiếc máy bay thần kỳ đó. Ok, con đi tập đi, con đi tập đi. Ok. Đi, cẩn thận. Ok. Các bạn ơi, mình lập y. Ông phá cái kính ổng luôn. Thôi mình đi bạn. Về làng thôi. Mình đã có học được rồi. Mình trốn mình. Mình, ông đã chỉ cho mình được rất khá là nhiều kỹ năng á bạn ha. Bay về. Ôi trời, đau. Giờ còn thêm này ra để mình thử các bạn ha. Test thử coi. Giờ về làng cho anh thôi. Hôm nay về làng có anh tụ mình nguy sợ quá, nguy mất biến luôn rồi bạn ơi. Ổng là ông chú nhát rồi, ông nhát rồi. Giờ mình sẽ bay về thôi, giờ thử nè. Từ từ. Tung cái chiêu bay. Wow, các bạn nhìn nè. Đang bay về nè bạn. Tiện rồi, trời đỡ phải đi xuống núi mệt dễ sợ luôn. Giờ về làng đó bạn ơi. Trời. Hên quá không chết các bạn. Để coi như mọi người đi núp trong nhà anh tụ nó làm gì ta? Mấy người nghĩ gì? Em tức quá mà, trời ơi. Chị cũng nhà nữa thì cũng là tụi mình say đúng không? Đúng rồi. Sao hết anh Iha phá làng bây giờ tới cái thằng Hai Chi nữa. Trời ơi, tức trong cái lòng. Đúng rồi, nghĩ sao quá hả? Nó qua phá nhà mình. Ui trời. Đúng rồi, chết. Không, cái dòng này là giết bỏ chứ không có để sống được. Đúng rồi, gặp chị bỏ luôn. Đúng rồi, chị phải thấy nó đâu là chị không bao giờ tha nó đâu. Đúng rồi, quá được cái thằng nắp đỏ thấy gớm lắm. Ê các bạn ơi, trời chết trả tài mình. Hình như chị nghe tiếng Trung của ai hay sao? Nghe tiếng gì? Bịch gì? Như mất trộm vậy? Nghe tiếng Trung của ai vậy? Chạy về. Bịch gì á? Ôi. Hai chữ gì? Đâu? Quay. Chạy về các bạn, chạy về. Lấy cái đầu chị. Chưa. Chết. Mình chắc chắn bọn lại. Mấy anh chị lên đồ ghê lắm. Mình vô trước nhà đóng cửa đấy. Mình kiếm đồ các bạn ơi. Kiếm giáp. Tụi heo đẻ lên thủ ơi. Đâu rồi? Tới rồi. Đâu rồi? Mày xuống đây, tao lấy cái gì tao bỏ ra đâu mày? Ok, không dép vô mày ơi. Chạy này. Mày không cho tao đốt cái nhà mày nè, cho mày ủi mày được lắm. Bình tĩnh, từ tặng đốt. Trời ơi, cái gì vậy? Ê, đừng nói kéo qua nhà mà nói đi nha. Ui, trời, bật dép tức luôn này. Mình biết ngay mà chạy. Ui, mày chịu xuống chưa? Mình cần lấy đồ các bạn. Đây rồi. Trời. Dùng năng lực thôi bạn ơi. Nó trốn chạy kìa. Chơi. Đâu rồi. Cái chiêu này đâu rồi. Hello. Chạy nè anh đậu. Chơi đồ. Giỏi đi, đánh nhau hai thằng ông đi. Trời. Ê cái này rồi, mình không tập tiếp được. Chắc rồi. Chết rồi. Chết này. Ê trời. Trời ơi chán. Mày ơi mày ơi. Ngọn lửa nhỏ xíu. Ngọn lửa nhỏ xíu rồi đốt tui đi trời. Đốt à. Lì. Vô đây chạy. Vô đây. Trời chiêu này là khỏi bài. Vàng luôn bạn. Lì. Anh tàu lì luôn á. Phun lửa đó bạn. Rồi, ơi, chết đi này, chết đi này. Cháy, có hồ bơi nhà cậu á. Có hồ bơi, có hồ bơi. Chết đi này, ê trời. Chị còn đánh lém em mà. Trời ơi, em mình bị hôi đông rồi, chạy. Trời ơi, cái chiêu này không có chiêu nào mạnh hết. Chạy nữa kìa. Nó dùng không bị diêm với lại. Nó xịt tụi mình á.
Uầy 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 uầy, mấy chim này còn phải hồi nữa. Chết vậy. Ôi, không chung gì đó luôn. Không chung liều. Ấy, không chung liều liều. Liều 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 liều. Đứng ngồi đồng nhau đi. Cái lửa có cháy nhà nha. Ở đâu rồi, nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Chạy 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 các bạn ơi, chạy. Đâu rồi? Con bắn lửa đi. Đúng rồi, bắn lửa đi đâu không? Từ từ mình kiếm các bạn. Đây như này nè. Đánh rồi, đánh lên. Quay lên, đánh lên. Yo 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 yo. Táo với bùi nè. Ăn đấm này lì. Ăn đấm rồi. Ăn đấm một. Ăn đấm này. Ăn đấm luôn này. Lì. Ăn đấm, ăn đấm. Chạy. Học nha. Tóc biến, tóc biến. Anh tẩu em nướng anh trước mà. Sắp chết rồi trời ơi. Nướng anh trước rồi. Mấy đống lửa nó đâu ra nó phun luôn nè. Đống lửa đây nè anh. Một tên, hai tên. Ê súng. Con xe tên. Ô trời. Trời con xe tên tới rồi. Lì. Lì ăn tẩu nè. Đấm một đấm nữa nè. Lì. Đấm nó hổ. Quê quýnh nè, đem quýnh nè. Ý rồi, một tên. Trời ơi. Lấy đồ coi, lấy đồ mẹ. Sao còn. Ý trời trời trời. Trời ơi, con. Lấy đồ bạn ơi, lấy đồ, lấy đồ. Thật thất vọng. Mày vô đây. Quá thất vọng. Đúng rồi. Ăn táo vô bạn ơi, ăn táo vô cho mình thử người tiếp theo bạn. Một người đàn bà. Trời ơi. Viên đó, viên đó. Vì kêu bây giờ kêu chữ ai đi. Hello. Hello, hello chị. Em giết chị luôn nè. Hello, một tên nữa. Rồi. À, còn. Chấm đồ. Còn đứng đây. Còn đứng đây. Mình phải lấy hết đồ bạn. Đứng phụ em. Ê. Chứ gì chui vô luôn vậy. Chui vô luôn á. Không à. Ê, trời 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 chết 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 mẹ. Này dính ký này. Rồi đấm nó đánh em rồi. Dạ lấy. Chơi tay đôi luôn. Quýnh chơi tay đôi luôn. Rồi mày vô, mày vô đây. Chơi tay đôi anh nhào vô. Nè, nhào vô anh. Anh tẩu nhào vô. Đó rồi anh ơi. Anh nhào vô anh rồi, một tên. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Nhặt từ đồ nhả ra anh ơi. Nhả ra. Dùng lửa đốt. Ôi trời ơi. Đốt này. Anh lên cơn à, anh lên cơn à. Chết rồi, lấy nữa rồi đọc gì đọc. Ây, trời ơi. Tưởng quá bạn, các bạn nhìn góc dưới kìa, đầu đen hồi lại kìa, trời ơi. Tự nhiên mới về làng mình gặp đánh đâu đánh đó, dí chạy vòng vòng đi giờ. Chăm nhà chị kêu bi trước á bạn ha. Đi qua nhà anh tủ thì phải dùng ti ti trời. Hình như mình mới vừa thấy chị gớt trời gớt xuống hay sao á. Hello chị kêu bi. Ôi à, cái gì của tôi. Trời ơi. Đâu em, nó em không. Không đâu mấy em. Anh tủ á. Anh tủ á. Anh tủ. Anh tủ nãy dùng một quẹt á. Không không. Không. Em đi từ hướng bên đó qua chắc chắn là em. Trời gì à, anh tủ dùng một quẹt á. Trời ơi. Anh đâu rồi đó. Lì. Trời ơi. Tức quá đánh tay, đánh tay không luôn à. Đánh tay không luôn à. Trời đánh tay không giết em luôn à. Nè hả chứ. Lì 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 lì. Một đấm. Trời ơi, cua bên cháy rồi chứ. Nhà hộ giết nó rồi, nó cháy rồi. Cháy rồi. Hộ giết được nó tôi. Ủa mà giết được nó tôi sẽ là bạn gái của nó. Cái giờ đây trời ơi, nước cháy nước. Dinh Kỳ em bị nướng. Đánh nè. Đánh nè, đánh nè, đánh nè. Dinh Kỳ nướng mày. Sao vậy? Trời 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 trời, mình bị hội đồng quá bạn ơi. Ê, đậu, hết năng lượng ơi. Ba đánh một, ba đánh một. Hay quá, mình chưa chịu. Giết đi, Viên Kỳ mà giết được hai chi, chị sẽ là bạn trai của em luôn. Cái chơi này. Cái gì vậy? Chơi gì mà lại dữ vậy? Chơi không lại đá rồi trời. Một tên. Hai tên. Còn tên vàng luôn. Đậu xanh. Trời, sớm vô hội đồng gì sao mình dùng kỹ năng các bạn. À, giờ kỹ năng này mình phải đợi với nó hồi nữa. Trời. Rồi anh đậu chạy vô nhà kìa. Ủa, ê trời, ủa. Chị kêu bí, ở đâu ra vậy? Em chạy đi. Hình như các bạn mình vô đây mình sửa ánh nè. Đúng rồi, định mệnh mới vô là gặp liền. Đây các bạn. Hình như trời ơi. À, anh có chứa TNT các bạn. Ôi, quên, ôi, nó lấy hết TNT rồi. Quên á. Trời ơi, rồi bạn ơi, đây rồi. Trời ơi. Ê, chạy, mình ngồi vô ghế, mình ngồi vô ghế. No. Ê, trời, đánh mình vậy làm sao mà mình xử. Mình xử từng tên trước rồi. Đâu rồi, thôi rồi. Xử ai, muốn xử ai, muốn xử ai. Đông, khó chịu tìa. Trời ơi, đánh tay không luôn nè. Đánh tay không, đánh tay không. Rồi, một tên, hai tên. Vinh Kỳ này. Tự giết đồng đội luôn rồi. Tự giết đồng đội luôn rồi. Giờ tới phá nhà anh tẩu nè.
À đánh mình dưới mà mình đặt TNT không được luôn mẹ. Ù lắc lắc. Ok. Xong. Chạy. Trời ơi trời ơi. Rồi. Một căn các bạn. Ù lắc dữ ta. Trời banh chanh này. Trời ơi. Gì đâu mày. Đúng rồi đó. Ê ui. Chạy vô anh, chạy vô. Trời ơi. Bùm. Đi người ta. Xong rồi. Cái nhà xong như rồi. Cái chuồng heo vậy trời. Ừ đúng rồi á chị. Ủa, chị nói một câu rất là có lý. Nhà như cái chuồng heo á. Trời quá trời đồ. Trời ơi, bà bán rồi. Nhà của anh tụi ở đầu như bán cái chuồng heo rồi. Mày đâu? Chuồng đặt đâu vậy? Rồi rồi, đi qua đố lại nhà hả chị? Đây. Đi đây, chứ bé ơi. Ê, cái khiên chén đi. Chết này qua đốt nhà mà. Trời ơi, tôi đi về miền đất lạc luôn mà, hôm qua ông đốt nhà cho tôi. Ok bạn, giờ qua tới nhà của Vinh Kỳ các bạn ơi. Quay nhà Vinh Kỳ thôi. Nhà Vinh Kỳ thì vừa châm lửa và vừa cũng mà TNT được luôn bạn nha. Vì nhà bả bằng gỗ bạn, nhà anh tàu ủi thì... Anh vô châm nhà đó đi. Trời đất ơi. Vô châm nhà tôi. Mày ngon mày lên đây. Ngon vô đấy. Ngon. Đúng rồi. Ê đâu vậy? Ủa chấm đâu vậy? Quay. Rồi. Lắc rồi. Rồi xong nhà mình rồi. Đậu đánh nữa luôn. Đậu. Trời ơi, có thiệt chứ bạn. Có quạt có lại. Mình không tính gì ta. Bây giờ nhà em sắp thành sân bay rồi. Trời đất ơi. Đúng rồi đó chị. Đằng nào nhà cũng cháy rồi. Trời nó lắc. Trời bạn ơi, chấm tiếp bạn. Nhà mình nó mọi người đâu cái đó, nhà vệ sinh rồi, quyền rồi đâu rồi chạy các bạn nổ rồi hình như đây sao cái gì vậy cái gì vậy cháy chăm luôn chạy cái gì đâu rồi đốt cho cháy luôn này thôi thằng này nó quá hổn mà lẹ giết mày đâu mày nghĩ mày là đốt à mày không phải là thi hai thứ hai đốt à anh đốt ai vậy anh đốt ai vậy anh chết đi này một tên. Trời. Lắc luôn mấy bạn ơi. Anh. Trời cháy. Trời ơi, lắc luôn rồi. Lắc sao, luôn rồi. Sao? Mình bỏ bớt đồ vô rồi. Ê, giờ sao á? Giờ mày sao? Lắc luôn rồi mày. Sao à? Ê trời, hụt. Bả lắc mà mình mệt luôn mấy bạn. Trời ơi, trời. Đánh nổi lại. Đánh nổi lại. Ôi, đó. Lị này. Chị giao trách nhiệm cho Vinh Kỳ với chị lắc lắm rồi, chị không biết gì đâu. Dám. Trời ơi sao là con này hạ dân thường ta sẽ xóa hết sức mạnh của dạ đúng rồi các bạn ơi mất hết tiếp tục rồi thôi chết không tới rồi trả lại cho em tiếp tục đi thầy thôi tới rồi giết nó thôi thôi chết 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 ê đừng đi cứu chứ cứu đệ tử chứ rồi không bị mất rồi chạy các bạn ơi chạy lên thôi video mình tới đây cũng đã dài rồi xin cảm ơn bạn đã video mình anh nếu như vậy nào thích video này mình nhớ để lại mình like share chia sẻ đăng ký channel cho mình và nhớ qua ủng hộ và chị ta đăng ký mọi người trong tên video tối nhá và Vinh Kỳ và đăng lì lì này lì lì